Bảo Trung xin kính chào tất cả quý vị trên kênh Danh Hài Bảo Trung. Đây là rượu sim Bảy Gáo. Đã tới nơi rồi, đi ra coi xem rừng sim thế nào. Nhưng mà dọc đường thấy chôm chôm nhiều quá. Ở trong cái công viên này đó là chôm chôm nhiều quá trời, chưa có chín. Bây giờ đi ra ngoài rừng sim nha, rừng sim coi rừng sim thế nào nha. Thấy hoa màu tím là biết sim rồi. Đây là vườn sim. Đây là trái sim nè. Đây. Đây là trái sim mà sim chưa chín. Khi mà chín rồi đó, người ta hái trái sim này đó là người ta đem vô người ta ủ trong một cái thùng cây. Càng lâu thì cái rượu nó càng ngon. Ở đây là đứng giữa rừng sim của Bãi Gáo nha. Đó. Ôi sim quá trời. Lúc nào ở ngoài này rủ sim thì phải cũng phải có cái rừng sim để người ta hái ủ. Ôi trái sim khủng khiếp. Khủng khiếp sim. Một cái nhánh như thế này nè, mà biết bao nhiêu trái trong này mà nó chưa chín, nó còn xanh. Cái này là tới mùa cái là chín rồi đó, là người ta thái vô thu hoạch. Nhưng mà phải ủ quý vị, ủ càng lâu càng ngon. Là bây giờ mời quý vị vô xem những cái thùng người ta ủ rượu sim thế nào. Ok. Chào anh Lý Hải. Ủa Ngọc Bảo Hải chứ. Lộn. Nè, sim nè. Đó, tặng anh. Em đâu có bóng đâu anh tặng. Hải. Chôm chôm mà nó xuống tới này luôn nè Hải. Chôm chôm mới xịt thuốc đừng có đụng vào. Phải không? Đây. Chôm chôm mới xịt thuốc đừng đụng vào. Đúng. Chị ơi. Cái này là mà nói nghe nè. Cái này là mà là ủ sim. Ủ sim. Đây là bà, đây là bà chủ Bãi Gáo nè. Đã. Xin lỗi chị tên gì? Em tên Nga. Nga. Là Bãi Gáo lại. Bãi Gáo là ba của em. Ông già, ông già. Ông già chồng. Đó, rượu sim Bãi Gáo nha. Rồi là đây là mình là hậu nhân làm cái này. Dạ. Ông già còn không? Ba em mất cách đây nữa là 5 năm rồi. 5 năm rồi. Rồi cái rượu sim Bãi Gáo này nó nổi danh tông tới Sài Gòn, nổi danh tất cả nước Việt Nam mà. Mà thường thường là Bảo Trung nó uống là uống Bãi Gáo. Ủa. Anh nhờ ai mua lên để anh uống hả? Đây, có. Không có tới đây nhưng mà ở nơi nào cũng có rượu sim Bãi Gáo hết á. Dạ. Đúng rồi. Cái này ra mình uống, mình đang uống. Cái này là mình đang ủ trong cái lu như vậy. Đang ủ trong cái lu như vậy. Lớp sim lớp đường nó dậy lên men là sim nó lóng ở dưới, rồi cái nước nó văng lên á. Vì nếu mà mình ủ mặt sim á thì một năm rưỡi mình mới thơm quá. Vớt cái xác ra mình bỏ, mình lóc trong vô chai. Dạ. Mà cái này đó là càng lâu càng ngon phải không? Đúng rồi, càng lâu càng ngon. Ôi. Mình ủ lên men rồi. Quá chừng luôn. Ôi thơm quá luôn. Thơm lắm anh. Thơm lắm. Thơm muốn uống luôn á. Thơm uống luôn á. Đúng rồi. Cái mùi này là chung uống là chung thích ha. Nhưng mà thơm. Thường là anh uống loại nồng độ mấy độ vậy? Không biết nữa, là gặp đâu uống đó ha, tại vì chung không có gì. Ở đây á là mình có vang sim là 10 độ nè, rượu là 29, còn rượu 14 độ, với lại mặt sim là 2 độ. Thôi giờ lát mua thử 10 độ đi. Uống tại vì uống đậm đà lắm. Đậm đà. Tại cái chai 10 độ em ủ tới 3 năm lận. Ồ vậy hả? Chai vang 10 độ. Đã quá luôn nghe trời. Ở đây là tất cả là gì, cái này những bằng nhỏ để cho khách tham quan vô biết cái cách mình ủ thôi, chứ còn 5-6 gian nhà má mình đang chứa để bán đủ. Xin lỗi tên gì nói nhiều quên rồi. Nga. Ở đây tên Nga chứ nhà tên Ngỗng á. Ở trong đây là có mấy cái thùng đó là chứa luôn hả? Đều là chứa thêm hết. Đây. Ôi. Dạ. Thơm lắm anh ơi. Thơm quá luôn. Toàn là sim với đường ủ lên men hết.
Ở đây nếu mà tôi là chủ ở đây tôi đút cái đầu tôi uống hoài luôn á. Thơm quá. Trời ơi, trộn chừng một hai cái lu vậy là bắt đầu xỉn rồi, nó dậy cái men lên á. Ồ vậy hả? Dạ. Ồ. Bây giờ mình tham quan vô cái chỗ đó. Ở đây mình làm truyền thống hết chứ mình không có làm công nghiệp mà không có gì độc hại hết. Cái này xong là vô rồi thùng rồi đó hả? Dạ, cái này là nếu mà khách mà đi máy bay á thì được một thùng xách tay 6 5 lít. À vậy à. Ok như thế này. Dạ. Ok. Dạ dạ. Bây giờ Nga, chị Nga cho vô tham quan cái chỗ cái anh thử. Đi. Em đi vô. À bà chủ Nga là bên Bãi Gáo, tức là Rusim Bãi Gáo đã đón tiếp Bảo Dung lại đây. Dạ. Đó. Không có uống rượu, không uống rượu, bây giờ uống là xuống bị sai liền. Bây giờ giới thiệu cái 10 độ đâu. Đây thì cho mấy đứa nó giới thiệu là anh biết. À mà anh không uống nha. Ở đây mình có 7 sản phẩm. Rượu sim, mức sim, siro sim, mật sim 2 độ, vang 10 độ, rượu 14 độ với lại 29 độ. Cái này là rượu sim 10 độ. À, khoảng ủ khoảng 3 năm. Thành ra nó rất ngon. Ê, thử miếng bà hai. Ngon lắm. À, đây là ông già phải không? À, đây là ông Bãi Gáo mà là chủ ở đây hồi xưa. Còn đây là chị Nga là dâu. Rồi ổng đâu rồi? À, ông xã em sáng đi uống cà phê rồi. Rồi sáng không có đi quầy nữa chứ. Không đủ tôi vậy chăng trời. À, đây là quầy thử rượu. À, giới thiệu về nhiều cái sản phẩm, đây là 7 thứ ha cưng. 7 thứ nè, cái này là kẹo sim nè, mứt sim nè, còn siro này rồi còn dài đấy. Bây giờ em lấy cho anh hai chai rượu sim 10 độ và một chai cần siro. Một chai siro. Một chai siro. Đây là tất cả rồi rượu sim nè tất cả quý vị. Thấy ham ghê không? Ủa cái này là cái gì? Siro đẹp hay vậy? Cái này á là em bán hai chai á là trong một cái túi mà uống siro hết giờ lấy túi đựng vàng luôn. Nghe nói thấy ham quá. Chụp hình đi, chụp hình. Khoan để em đi lấy đôi dép. Lấy đôi dép và chủ lấy đôi dép. Đây là tất cả đồ sim nữa quý vị. À, nhiều, rất là nhiều loại đồ sim. Mà thường thường là bảo chủ uống khoảng 10 độ thôi. Nhưng mà ủ tới 3 năm nữa, rất ngon. Ngon lắm. Ồ, đồ sim bể. Chụp hình nhiều quá ha, có người mẫu chụp hình nhiều quá ha. Ông già kìa. Ông già cái này chắc bà già quá. Phải không? Bà già đâu không thấy. À, à. Ô vậy hả? Ok. Ok cái này nè. Vô đi, cái gia đình mình vô đi. Vô chụp hình cái lưu niệm đi. À lấy đúng rồi, đây. Mấy giờ mới anh tạo vậy? Bây giờ đi nè, bây giờ liền đi liền, thay thay thế. Ok. Rồi, muốn lấy cái gì lấy? Chụp đứng lên được hả? Rồi mấy em nhân viên tháo khẩu trang đi, tháo khẩu trang vô đi, chụp lưu niệm. Ok. À, nhờ anh Hải chụp giùm. Ok. Một cái thôi, mọi chuyện một cái lát chuyển qua. Ok. Rồi hãy đứng hai bên cho điều đi, chia hai bên cho điều. Rồi đó. Lưu niệm Bãi Gáo nha. Ừ. Lấy hết chữ luôn á. Rồi. Tâm nữa, tâm nữa, tâm nữa. À, cái này hình lưu niệm rồi. Ok, tính tiền cái anh đi cưng đâu rồi? Rồi tính mình đó hả? Tần Lễ đã thấy trên YouTube nha. Dạ. Đó xem kênh danh hài Bảo Trung nha. Dạ. Số lên đăng ký kênh. Cái này 680
dạ. Mà em lấy 500 chẳng thôi. Thôi trời ơi, thank you nhiều quá. Ơi chơi gửi đi cưng. Ok. Rồi. À, chúc chị Nga là mua bán thành công nha, tốt đẹp nha. Thì anh có uống được cái nồng độ 14 độ không ta? Cái nào không biết nữa, tại uống đại à, cái nào gặp nào uống hết đó. Không, để cho anh thử được cái này, anh ăn hải sản rồi anh uống loại này thì ngon à. Dạ hả? Vâng, vâng. Rồi. Còn cái này là sim. 4 độ nè. À. Cái này ăn hải sản thì uống cái này là vừa nồng độ nè. Đúng rồi. Được không? Đúng rồi. Em tặng anh chai này. Rồi, thank you chị. Dạ dạ. Đẹp quá. Ở dạ anh đi xe à? Cái này là anh đi xe, anh đi xe về Sài Gòn luôn. À đi xe riêng về Sài Gòn luôn. Ok, khi nào mà hè anh ra đây thì anh sẽ ghé nữa nha. À, khoảng 1 tháng rưỡi nữa là chôm chôm đây chín đỏ chưa. Có đó là lúc đâu tháng 5 luôn á, lúc đó chắc đẹp lắm á. Đẹp lắm. Thôi xin phép về bà chủ vậy nha. Ok, gửi lời thăm ông chủ nha. Dạ. Gửi lời thăm mẹ. Dạ. Ok, bye bye. Mẹ 90 rồi. Vậy hả? Bye bye tất cả các em nha. Bye bye nha, gặp lại. Dạ. Ok, tại vì đi sợ trễ phà. Dạ dạ. Ok. Ừ. À, Bảo Trung đã tham quan rồi, được bà chủ Nga đây cũng cái lì xì cho mấy chai rượu. Thế bây giờ vậy nè, cũng sợ trễ phà. Okay, dạ. Xin phép chị Nga để Bảo Trung đi hẹn dạ. Gặp lại quý vị trong video sau. Dạ, nhớ đăng ký kênh Danh Hài Bảo Trung nha. Nhớ đón xem kênh Danh Hài Bảo Trung nha. Đăng ký nữa nha. Ok, bye bye. Bye bye, bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà nha. Ok. Hello quý vị. À, đi Phú Quốc là phải uống rượu sim. Mà uống rượu sim rồi đó mà không có ăn nước mắm đó, Phú Quốc đó, thì nó uổng phí cuộc đi của Phú Quốc. Đây là hãng nước mắm Phụng Hưng của Phú Quốc, nó thuộc về An Thới quý vị. Cái rượu sim ra là ở Dương Đông, còn ở đây là An Thới quý vị. Ở đây là những cái thùng nước mắm, cái thùng đó nghe nè, những cái thùng nước mắm này đó là nước mắm không có hả? Dạ, mình làm nước mắm nè hả? Dạ. Ừ. Được không? Được không? Ok, vô được phải không? Nước mắm Phụng Hưng ngon lắm nè, tôi biết nè, đó. Ở đây là những sản phẩm của Phụng Hưng nè quý vị. Ở đây mình có nước mắm này, cao nhất là bao nhiêu độ? Dạ cao nhất ở đây là 45 độ đạm ạ. 45 độ đạm. 40 độ đạm. À thì hồi đó đó anh có ăn một lần đó. Dạ. Là được ăn nghe. Cái này lâu lâu mình mới có một lần đúng không? 60 độ. Dạ đúng rồi, lâu mới có 60 độ. À lâu lâu mới có 60 độ. Đó là 45 độ đạm à. Đúng rồi, bình thường là 45 độ đạm. Mà anh có ăn rồi một cái nước mắm Phụng Hưng này đó là mười mấy chục năm về trước á. Là được dịp ra đã ăn được 60 độ. Dạ. Bây giờ là hiếm lắm không? Dạ hiếm lắm à, bây giờ chỉ có 45 là cao nhất à. À. Là cao nhất và 40 là thấp nhất à. Đây là những cái thùng nước mắm. Dạ. Ở đây là để cái điện cái vòi nè. Mỗi lần nấu con chua ra cái mở cái vòi ra có ăn. Rồi. Ở đây không được vô phải không? Dạ, đúng khúc này thôi không được vô đó. Dạ. Rồi. Yeah. Không được mở nó nắp bồn. Dạ. Trong này nước mắm không à? Mà nước mắm càng lâu càng ngon phải không em? Dạ hay đúng rồi ạ. À. Dạ. Thùng này là chứa 10 đến 12 tấn cá. À 10 tới 12 tấn cá. Dạ. Trong mình là một cái thùng này. Dạ, đúng rồi ạ, à. Chứa hơn 4.000 lít nước mắm ạ. À ồ. À, 4.000 lít nước mắm trong cái thùng này. Dạ. Dữ dằn luôn. Dạ. À bà để càng lâu càng ngon phải không? Dạ đúng. Còn mấy cái bồn nhỏ này là gì? Là nước mắm từ chiếc thùng gỗ này đi ra. À đi ra đó. Lọc lại rồi mới vô chai. Dạ đúng. Ok, ok. Rồi. Bây giờ là 43 độ đạm là 45 độ đạm là bao nhiêu tiền? 45 độ đạm thì một lít là 185.000 một lít à. À vậy hả? Dạ còn 40 độ đạm thì là 130 mình giảm dạ, mà lên lên bữa hè mình coi như này ạ. À. Đây ạ. À. Rồi. Đó là cái tàu người ta đánh cá đó, cái tàu người ta đánh cá. Đánh cá xong người ta bắt cá đem về để bỏ vô cái bồn đó. Dạ. Dạ qua đây ạ. À. Yeah.
À, ở đây là đây là bao nhiêu độ đây? Đây là 45 độ đạm mà một hộp là 201 à. À, một hộp là 2 chai vậy 201. Dạ. 45 độ đạm. Đúng rồi, 45 độ. Ngon nhất là 45 độ. Chứ bây giờ mới tìm ra 60 độ không có. Dạ. Không có nữa, lâu lắm hiếm lắm. Ờ à, okay, Phụng Hưng. Anh biết hả, nó bắp Phụng này là hồi xưa là chắc lâu đời lắm rồi phải không? Dạ đúng rồi ạ. Ở đây là 40 độ đạm nhưng mà 40 độ đạm thì chỉ kho thôi chứ còn ăn sống thì không có bằng 45 độ. Dạ. 45 độ rồi nó ít muối hơn. Dạ, ngon hơn. Đến Phú Quốc là trước tiên là phải uống rượu sim. Nhưng uống rượu sim xong thì phải uống nước mắm. Nước mắm Phú Quốc rất là ngon. Nhất là Phụng Hưng. À. À vậy là xong tham quan vậy là hết rồi đó hả? Dạ. Ừ, hay quá. Đi vòng bên đây coi. Sao nó có nhiều loại vậy? Nè. Ờ. Chai nhỏ và chai lớn, chai này là chai 700ml, còn chai này là chai 1 lít. Ồ vậy hả? Ở chai này là 700ml. Chai này là nửa lít hả? Nửa lít. Còn chai này mới là 700ml. À cái chai này là 2 chai. Dạ, là 2 chai 21, 221 là 1 lít. À ok. Cái này là cái xương cá hay gì đây? Dạ, xương cá. Nghĩa là mà mình bỏ cá vô trong cái thùng đó có xương cá không? Nó lụt hết rồi. Thế tưởng còn xương cá treo đây chứ. Ok. À, ngay đây là hãng nước mắm Phụng Hưng quý vị. Ở đây là quầy tính tiền lấy nước mắm mà ra đây không khỏi đâu. Đó, Phụng Hưng. Ok. À, quý vị tới An Thới, Phú Quốc là phải nhớ tới nước mắm Phụng Hưng. Ở đây là hãng nước mắm Phụng Hưng truyền thống trăm năm. Hãng nước mắm này trên trăm năm rồi đó quý vị. Ở đây coi thứ coi. Khô sạc, khô cá lóc. Ủa ở đây bán khô luôn à? Ở đây là khô thôi. Chứ còn nước mắm là bên kia, đúng không? Cô để thử được không? Anh thử được không? À. Trời cứng kìa. À. 1 triệu 9 kg hả? Dạ. 1 triệu 9 kg hả? 1 triệu 9 kg hả? À, biết không? Tôm lạc rất ngon. À, hải sâm nè. Hải sâm bên này cũng sấy khô được phải không em? Dạ, hàng ở đây đều sấy khô. Cái này là để làm gì? Cái đó là ngâm rượu. À, ngâm rượu, ok. Hải sâm hắc là đen á. Yeah. Ở đây là toàn bộ là rượu hải sâm. Là cái nãy chung cầm á, đưa lên đó, bây giờ đem về bỏ cái rượu ngâm như thế này. Dì cá, tụi dì cá cũng ngâm rượu được nữa. Cái tắc kè rồi vậy, rửa tắc kè. Sim rừng. Cái sim mà để người ta làm rượu á. Đây là sim. Chứ hột rừng. Đây là tất cả những cái loại này để ngâm rượu hết. Yến xào Phú Quốc. Sao cái màu yến ngộ ta? Yến huyết nè. Đây. Nhớ hồi đó tao